Xin cảm ơn sự trở lại của quý vị và sau đây là phần tin thế giới. Thủ tướng của nước Pháp tuần hành để tưởng nhớ người giáo viên bị chặt đầu. Hôm cuối tuần qua, ông Jean Castex là thủ tướng của Pháp đã tham gia một trong các cuộc tuần hành diễn ra trên khắp đất nước để tưởng nhớ một giáo viên lịch sử bị chặt đầu gần thủ đô Paris. Sau khi thảo luận trong lớp học về các bức biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Theo hãng tin AP cho hay thì các cuộc xuống đường diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi cho nước Pháp thông điệp đoàn kết. Ông Samuel Paty đã bị sát hại hôm 16 tháng 10 ở Conflans Saint-Honorin do một người tị nạn Chechnya 18 tuổi từng được sinh ra ở thủ đô Moscow. Kẻ tấn công này đã bị cảnh sát bắn chết. Thủ tướng Jean Castex đã tham gia cuộc biểu tình với người dân và các hội đoàn ở quảng trường có tên là Place de la République ở thủ đô Valais để thể hiện sự ủng hộ quyền tự do ngôn luận cũng như tưởng nhớ giáo viên 47 tuổi. Vẫn theo hãng tin AP thì một số các biểu ngữ đã được đọc như là "Tôi là Samuel", giống với việc nhiều người từng giơ cao "Tôi là Charlie" trong vụ tấn công năm 2015 nhắm vào tờ Charlie Hebdo cũng ở thủ đô Paris trước đây. Người dân cũng xuống đường tại các nơi như là thành phố Lyon, thành phố Toulouse, Strasbourg, thành phố Nantes, Marseille, Lille và Bordeaux. Tin cũng cho hay là chính quyền Pháp đã bắt giữ nghi can thứ 11 sau vụ giết hại giáo viên lịch sử nói trên. Bản tin kế tiếp nói đến việc Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đưa ra đề nghị là hai nước Mỹ-Nga nên gia hạn hiệp ước New START thêm một năm nữa. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, ông Putin đã đề nghị Nga và Hoa Kỳ nên gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới có tên là New START và cho biết là nên làm thêm một năm nữa vì hiệp ước này sẽ hết hạn vào tháng 2, tức là chỉ còn có 4 tháng nữa mà thôi. Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START được ký kết năm 2010, hạn chế con số đầu đạn hạt nhân chiến lược, các hỏa tiễn và máy bay ném bom hạng nặng mà Nga và Hoa Kỳ có thể triển khai. Nếu hai nước không gia hạn hiệp ước này, thì mọi hạn chế đối với việc triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược cũng như các hệ thống đề phòng đầu đạn hạt nhân của Nga cũng như của Mỹ sẽ được tháo gỡ và như vậy là châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hậu chiến tranh lạnh, làm leo thang những căng thẳng giữa chính quyền Moscow và Washington. Phát biểu tại một cuộc họp báo nối kết video với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga phát hình trên đài truyền hình của nhà nước, ông Putin nói hiệp ước START mới đã hoạt động hữu hiệu, cho thấy bây giờ và sẽ là điều vô cùng buồn bã nếu hiệp ước này ngừng hoạt động, tức là hết hạn. Vì lý do đó, ông nói, tôi xin đề nghị gia hạn hiệp ước hiện hành mà không có bất kỳ điều kiện nào, ít nhất trong một năm để các cuộc thương thuyết có ý nghĩa được tiến hành về tất cả phạm vi của các vấn đề. Về đại dịch COVID-19, toàn thể các quốc gia châu Âu đang nỗ lực làm giảm vận tốc lây lan. Gần như thúc thủ trước đợt 2 của COVID-19, châu Âu đang cố gắng hạn chế mức độ lây nhiễm. Tại nước Pháp, 20 triệu dân đã bắt đầu sinh hoạt trong điều kiện giới nghiêm ban đêm, trong khi số ca lây nhiễm hôm 18 tháng 10 cho biết là đã đạt kỷ lục mới với 32.000 ca nhiễm trong 24 giờ đồng hồ. Theo hãng tin AP thì trên thế giới mọi chỉ số đại dịch đều một màu đỏ báo động. Hơn 1.1 triệu nạn nhân tử vong trong số 40 triệu ca lây nhiễm. Và trong tuần qua chỉ tính trong ngày thứ 5 thôi thì đã có hơn 400.000 ca mới trên toàn thế giới. Tại nước Pháp, theo thống kê của cơ quan y tế của nước này, thì đại dịch đã ghi thêm một kỷ lục mới là 32.000 ca như chúng tôi đã đưa ở phần trên. Và trong chiều hướng ngăn chặn dịch tràn ngập, 20 triệu dân người Pháp kể từ tối thứ Bảy vừa qua
ở thủ đô Ba Lê cũng như vùng ngoại ô và 8 tỉnh lớn của nước Pháp đã trải qua đêm giới nghiêm đầu tiên từ 21 giờ tới 6 giờ sáng. Một lối sống mới phải thích nghi nhưng không dễ dàng đối với một số ngành nghề và một số người. Cảnh sát của thủ đô Ba Lê nói rằng khoảng 21 giờ, đường phố thủ đô gần như là vắng bóng người. Trong khi đó, tại nước Đức, Thủ tướng Angela Merkel đã long trọng kêu gọi dân Đức giảm tối đa các việc liên quan với nhau ở xã hội. Nếu ở nhà thường xuyên hơn thì càng tốt. Thủ tướng của nước này, Tổng thống của nước này đúng hơn là như vậy, cho biết là phải cách ly 14 ngày kể từ thứ Bảy sau khi kết quả xét nghiệm của một cận vệ có dương tính với corona. Tại Anh Quốc, nhất là thủ đô London và những nơi báo động đỏ thì tổng cộng 11 triệu dân bị một chế độ y tế khắt khe. Trừ việc gặp nhau tại công viên hay ngoài trời, các cuộc họp mặt gia đình và bè bạn ở nhà riêng bị cấm triệt để. Các quán rượu không bán thức ăn phải đóng cửa đến khi có lệnh mới. Và thưa quý khán giả, cũng vẫn tiếp theo cái phần tin trên thì bản tin cho hay là trên toàn cầu hiện nay đã hơn 40 triệu người mắc bệnh. Đó là báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm cuối tuần qua. Giữa lúc mùa đông bắt đầu ở Bắc Bán Cầu càng làm gia tăng sự bùng phát trở lại của dịch bệnh. Các chuyên gia tin rằng con số thực tế cả trường hợp nhiễm bệnh và tử vong còn có thể cao hơn nhiều do sự thiếu sót trong xét nghiệm và một số quốc gia chưa báo cáo đầy đủ. Thưa quý vị, khá bi quan có phải không ạ? Đó là tình hình đại dịch hiện nay, bởi vì chúng ta đang bước vào thời kỳ bắt đầu lạnh, khí hậu trở lạnh và sẽ rất lạnh, nhất là các quốc gia Bắc Bán Cầu như chúng ta và các quốc gia bên châu Âu. Mời quý vị trở lại với Mai Tuấn sau phần thông tin thương mại với một vài tin đáng chú ý về châu Á như sau. Hàng chục nghìn người Thái Lan biểu tình bất chấp lệnh cấm. Trung Quốc chuẩn bị lực lượng để tấn công Đài Loan.